chào cả nhà mình nha. Anh ơi, chào gia đình em. Chào cả nhà. Hai anh em Tâm á là mới vừa cắm xong được tầm khoảng 5 cây càng câu cả nhà. Đi đây. Còn một bó luôn. Sáng giờ là mấy anh em có đi tìm sâm á cả nhà, rồi bây giờ bắt đầu có là xuống suối, mình kiếm ít con cá chút nữa chiều chiều mình làm cơm mình ăn á. Anh, một chút nó qua bên bãi đó kìa em. Bãi đó im lắm á. Xa xa bên đó có một cái lùm cỏ cả nhà. Đây, tại nắng quá gia đình mình hơi khó thấy á. Cái lùm cỏ bên đó cắm ngon lắm. Đợt này nắng quá tầm kiếm không có được nhiều trùng á cả nhà. Như đây tầm khoảng cỡ 10 con, mười mấy con à. Lưỡi câu ngay xài. Tâm cắm câu cá chạch là Tâm cắm cái loại lưỡi này nè. Nó nhiều quá khó lấy ra. Lưỡi xơi. Lưỡi này như 12 phải không Hạnh? 12 á. Lưỡi xơi 12 là để cắm cá chạch nè cả nhà. Rồi bây giờ hai anh em Tâm tranh thủ cắm vạt bên đó nữa, rồi lên tới cái cục này nè, đó, với là bên cái lùm này luôn. Chỗ này sâu nè. Đó tới đây rồi. Ơi ơi ơi, dịp Hạnh ơi. Đâu anh? Đây nè. Có cá ăn rồi kìa. Ý, đây sâu dữ ta. Lên để chết mấy con trùng. Đó, tới không? Tới rồi nè. Đi sát bờ. Em giỏi. Nè, căng cọng dây nè, thấy không? Anh mới thấy nhịp hai cái đây nè. Thôi im rồi. Có cá chưa? Ừ, dướng rồi. Trời, nó lôi dưới đây rồi. Dướng vậy là có rồi. Đó. Thấy không? Con đầu tiên nè cả nhà. Cá chạch nuốt lưỡi rồi, mấy con trùng luôn, thấy cái lưỡi khác ra móc vô. Ê, đừng nghiêng nha. Giờ vừa cắm vừa thăm luôn. Thăm dài vào bên cái vạt chứ luôn. Đúng rồi, vừa cắm vừa thăm luôn. Ừ. Hên hên này có chạch lấu lớn mới đã. Hôm nay chưa đụng ha, chưa đụng chạch lớn. Bữa giờ chưa luôn á. Đi à? Đi xuống dưới. Đi. Mình nhánh bình hồng quá nha. Rồi. Được chưa? Kiến đầu dữ á. Lên đi nhánh bình hồng luôn. Trời ơi. Ủa, ngay tay em mấy chùm rồi thấy không? Còn xanh lắm anh nè. Cái này mới vàng nè. Ừ, đó chùm đó vàng á. Ồ, chùm ba trái luôn ha. Từ từ. Rồi, đẩy vô. Rồi, chụp nha. Ôi, rớt hết trái rồi. Rớt hết trái rồi, cả nhà ơi. Đi. Đây là quả hồng rừng nè. Em Hạnh hái được 3 quả. Ừ. Gió đây nha, coi chừng ha. Dịnh lại. Ôi. Gió dữ lắm á. Chán không? Không anh ơi. Có vỏ hoài hơn chát. ăn trên cây luôn. Nhiều lắm cả nhà ơi, chín quá chừng luôn nè. Đây là quả hồng rừng nè. Nó giống như trái hồng mà ở ngoài chợ bán luôn á cả nhà. Nhưng mà ở trong nó khác. Nó cái hột nó nhiều lắm nè. Hột nó rất là nhiều luôn, cơm nó thì không có bao nhiêu hết á. Trái này hơi chín tới rồi nè. Mời cả nhà mình nha. Ừ, ngọt. Thơm lắm Hạnh ơi. Thơm lắm mà cái vỏ hơi chát. Ừ, vỏ hơi chát. Cái này cái hột nó to lắm nên nhà nó không có giống như trái hồng ở ngoài chợ. Hồng ngoài chợ thì cái cơm nó nhiều lắm.
ngọt, thơm lắm này, thơm cực kỳ luôn, thơm hơn cái trái hồng ở ngoài chợ nhiều. Cái phần vỏ này nó chát nè, còn cái phần cơm á là nó đỏ đỏ này nè cả nhà, nó chỉ có một lớp mỏng thôi. Mời cả nhà mình nha. Thơm lắm, cái mùi của nó là thơm nồng nặc luôn. Hai lít nữa chút ăn. Để em hái được mới nữa nè. Ừ, để anh chụp cho. Đây con nhánh nó ngã ra rồi suối nữa nè. Trái này nhánh này trái nhỏ em ơi. Ừ, trái nhỏ. Ừ, trái đẹp hơn trái trái trên cây cao. Ừ. Đây cả nhà, hồng rừng của mấy anh em thu hoạch nè, đã không? Ôi ôi, vàng óng ánh luôn. Mùa trái cây rừng như đây, chút nữa cái mình làm cơm ăn cái có món tráng miệng. Cái quả này mới hái nè, nó nhỏ nè, nó bị đèo quá. Có mấy quả này to đẹp quá ha. Trong này có mấy quả nữa nha. Nãy giờ thu hoạch cá thì được có một con à, ốc thì cũng được có một con, chưa có nhiều. Ở đây mấy anh em hái được ít hồng nữa, mình lặt bỏ vô luôn em. Bỏ vô luôn. Đó, này hai quả cho vô luôn. Trông chỉnh nha. Ừ. Ôi, quả này mới ngon nè. Ăn... có con gầy. Tròn ghê ha. Nghĩ ra. Đó. Đã ghê. Thơm ghê luôn á. Thơm. Mấy anh ăn thử một quả chín mùi á. Thơm lắm luôn. Được mớ này. Đúng rồi, sao mà nó đục ghê nè. Đục ghê. Mùa này á cả nhà là cái lòng suối á, nắng quá nó khô hết nước luôn rồi. Thì ở ngoài suối lớn á là mấy anh em tao được con cá à. Giờ mình vô đây mình bắt thêm ít ốc, con chùa ụ á, để chiều nay mấy anh em xào ăn cơm. Chứ cá bữa nay thì nãy giờ hâm được cử mới có một con duy nhất à. Chiều nay không biết cá sao nữa. Đi anh ơi. Đi. Vô bắt mấy ốc ha. Kiếm mấy ốc ăn cơm mình đi. Em thấy nó khô queo rồi nè, chứ xung quanh mình ốc nhiều lắm á. Nằm kế bên mình còn không biết á. Sát bên không á. Bọc chà la kìa. Lòng suối mùa này khô queo luôn. Chặn nó. Chặn nó nha. Thầm thấy cuộn hết vô đây nè các nhà. Giờ không có đường biến sao giờ? Đó, nó trong đây nè. Nó có la được không? Cứng nhắc trong này à. Nó cứ... anh thấy nó đen thui luôn á. Em kiếm cái cây nha, chọt chọt cho ra em. Kiếm cái cây đi. Mình không có đèn pin trong này, nó trong đây nè cả nhà. Trong kẻ này nè. Kiếm cây chọt cho nhảy ra em. Ở đây á, là nó còn một cái vũng nước nè cả nhà. Nó gom ở cái lòng suối này lại á. Cái đầu cái ếch với là cò đồ nó bay lên. Cò nó đậu bên đây nè, nãy tầm lợi nó bay quá trời lên luôn. Dài dài nha. Ếch đen hui luôn nè, nó nhảy dưới nước lên nè. Ừ, chọt con nó nha. Ăn canh đây. Đây chuyện của anh chọt con đấy coi. Đấy. Có nguyên hết là tối nay là mình sẽ có đồ ăn ăn. Cẩn thận nha, coi chừng cái tung nha. Ừ, anh chọt từ trên xuống dưới luôn. Bự lắm, anh thấy nó đen thui luôn á. Đúng không? À, có nước nghe đâu đó. Này. Không thông
Không thông đây. Ốc đắng. Không đụng hả? Tiếc quá em ơi. Bỏ Hạnh ơi. Bắt không được rồi. Nằm cục đá này. Bỏ đi em. Ờ ăn không được rồi. Ừ, cò nó ị nè. Đây, mấy cái hồng của Tâm nè. Nè, nè, em thấy chưa? Nè. Nó nằm trên sình nè. Nè. Thử không? Thử. Bé thử không? Không biết con còn sống. Trời ơi. Ôi, còn luôn anh ơi. Nè. Thịt không luôn nè. Đó. Con chùa. Nhìn nó mập nè anh. Thịt không à. Thôi cái này chiều nay về xào ha. Còn lý lắm. Xào còn lắm. Nó nhiều lắm cả nhà ơi. Nè. Gia đình mình có thể thấy ở đây là nó khô hoàn toàn luôn phải không? Vậy chứ nó nằm ở trong này nè. Nè. Anh ơi, nó nè. Nè, nhìn anh nè, anh chờ. Nè, từ từ anh khui con này ra cho. Đó. Ơi con này chết rồi. Ôi, nè, chết rồi. Nè, con này nè. Con này còn sống. Con khép. Đó, một con nè. Nặng, con này còn nặng. Con nặng. Con này khui rồi nãy bỏ vô luôn. Ôi, mấy trái hồng trong này không được. Phải lấy mấy trái hồng ra. Mấy hồng mà đựng đó. À, đất hơi cứng nha Hạnh. Hơi cứng nè. Nè 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 nè. Cái đây. Nè. Con vào ra đựng con đó nè. 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 Ý. Thấy không? Ơi, đây con đó nè. Trời, con này nhỏ quá, bỏ đi lấy con bự thôi. Nè. Nè nè con bự nè. Nè. Trời ơi, trời ơi. Cái con này nhiều lắm á. Ê, giống đây con nè. Đây nè 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 nè. Đó. Rửa chờ cái gia đình mình coi nè. Nè mập ghê không em? Nó giống như con chim chép nhưng mà nó không phải con chim chép. Con chim chép á là nó dẹp hơn, thấy không? Con này không phải con chim chép, này con chùa ụ. Chùa ụ đây nè, nè em nhìn nó núp nè. Nó núp mà nó bị nắng cái nó khô lên em thấy không? Ủa cái này mà em moi ở trên này cũng nhiều lắm nè. Này moi một hồi là dư gan luôn. Dư gan luôn. Con bự anh nuôi nó núp đây nè. Nè. Để anh tém mày ra, để đây nhau. Để đây đi. Nè, nè, nè. Cào ra cái là nó đây nè. Đó. Nè. Nó này nè. Trời ơi bự nè. Trời ơi, nè, nó này nữa nè. Nè. Đó. Nó nằm dưới sình á. Đây mà hai anh em mình chịu khó bắt con hồi là. Ôi ui con nè. Trời ơi, chỗ nào không có luôn em ơi. Thấy ham thiệt ta. Nè. Cái con này chết rồi. Không còn sống. Nó núp ở trong sình này nè Hạnh. Nè. Môi ra là có à. Cứ vạch lá tre ra là môi ra là có à. Để anh thử mấy chỗ trên khô khô này nó có không. Ê, giống con bự à. Ê, con bự hay gì nè. Ôi cục đá. Nè nè nè. Con nó bự nè. Con trên bự ghê ta. Càng lên trên á nó càng bự ha. Trời ơi. Đủ đu luôn. Nè em cầm con coi thử coi nó ốc nóc luôn kìa. Ủa nặng chịch luôn anh. Nè bây giờ anh mồi cao lên chút nữa. Dạ đau tay à. Đúng lắm. Nè, nó nè. Nè. Kiểu như nó khô rồi đó. Nè, con này nhỏ. Nhỏ chút mình lựa con bự bắt thôi. Trời ơi, một nùi đây nè em ơi. Nè. Trời. Nè để anh dứt ra cho em coi nha. Một con nè. Hai con nè. Đây con nè. Ba con nè. Đây con nè. Đó, bốn con nè. Nó làm một ổ chỗ này luôn, bốn con. Nè, cái con nè, năm con nè. Ổ con này bự nè. Ừ. Nùi. 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 Nó nằm ở trên. Ơ đây con nè. Sáu con.
quá trời luôn, nó núp trong này. Ở giữa bên cánh bên đây ít lần nè. Ui cái nè. Mũi ghê anh ơi. Thấy không? Ừ. Giống như mà cái đợt mà mình bắt mấy con dợp ở rừng ngập mặn á ha. Ừ. Chào là có. Chào là có. Đây con nè. Mấy con này nhỏ. Đó, con không. Trong đó kìa. Đó. Kìa. Đó đó đó. Đó. Trong đó đó. Ừ. Thấy hay ta. Nè. Cái này mà cào một hồi bắt chứ. Chiều nay về là có đồ ăn ăn đã luôn á. Em rửa sơ đó. Nắm luôn nè. À. Mấy con nhỏ mình bỏ ra đi nè. Nhỏ nè. Lựa mấy con to mình bắt thôi. Đấy đấy là chút nó gom em. Đó, mấy con to thì giữ lại. Ui. Đụng chọt vô là lụm ra. Nhỏ. Cục đá gì mà trong dữ ta? Nào coi. Cục sạn á. Đá đâu cục sạn á. Em thấy nó trồng quá trời trồng. Sáng mà. Để nó đây đi. Thấy không? Dễ bắt lắm. Nó đắt như nè, chứ mình cào ra là nó nằm dưới á. Cào ra. Bên này cứng quá. Nè, anh cào được con nè, thấy không? Trời ơi, đây con nữa nè. Ui, con này cũng được nè em. Để đây hồi nữa rửa. Cái này mình thắt thu cá mình đi kiếm ốc rồi nè. Cái này xinh ngon lắm nè. Ừ. Nè con đó nè. Ui con của anh bự nè em ơi. Ừ bự rồi. Trời ơi nó mập ghê cả nha. Cái con này nó giống như con chim chép chứ nó không phải con chim chép. Trời ơi con quá trời luôn nè. Cái độ dày nó ghê mà anh. Con đẻ đó. Nãy con còn tách ra thịt nhiều ghê ha. Ừ. Nè nó nè. Con nhỏ đợi lại đi. Ừ. Bắt con bự. Thịt nó rất là nhiều luôn á. Này chiều nay mấy anh em Tâm á là sẽ lấy cái phần này nè, mình xào ha. Xào đi. Xào. Nhiều chưa? Nhiều quá. Nè, bên anh cũng mấy con nữa thấy không? Thấy qua em nè. Đó. Như nó nằm ở cao cao quá nha. Đây một con nữa. Đây con nữa nè. Bên anh này nó thừa rồi. Đây. Ôi con bự nè. Ôi đây nè. Nhỏ. Cào dính lên luôn. Ở trong rừng nè, khỏi sợ thiếu đồ ăn luôn Hạnh. Ừ. Có không? Nó có nằm trên đâu? Kìa. Đó. Trời ơi con bự kìa. Trời ơi. Đây là còn sống không á cả nhà. Tại vì bình thường á là nước á nó lên tới trên này nè. Rồi mùa nước á là nó ngập lên tới gốc tre luôn. Rồi mùa này bắt đầu cái nó cạn. Kìa. Ôi uống luôn. Nè. Ôi nó cứng kìa. Ó, ra được con nè. Nè. Lưng nữa nè. Để con nó nhỏ rồi, nhỏ xíu. Trên này nè em. Ây, rồi bể một con rồi. Bể đây luôn rồi. Chết một con chồng rồi. Dính. Đó, một con nữa kìa phải không? Con. Ôi, quất cái bể luôn rồi. Bể hết miếng rồi. Ừ, cái này bể hết miếng rồi, lấy luôn.
đào đào thức ăn nè. Nè. Đó một con nữa nè, đất trên này cứng quá. Đó hai con luôn, con hoài con rong này, con rong bị bể vỏ nè, rong nứt rồi, đất cứng quá. Trời ơi, con đây nữa nè. Đây con nè. Kéo nó ra được không ta? Trời ơi, em bóc cái tưởng cục đá rồi nó luôn nè. Nó luôn hả? Kiều nó lấy ra nè. Đó, một con. Thôi uống luôn không á. Ôi da, cứng quá. Đó, một con. Con này bự nè. Đây con. Con này gỡ nó hơi khó nè. Con này nãy bể miếng này nè ha. Nè. Trời ơi, quá trời luôn nè. Ôi giời. Này đi đào ốc qua nhà. Ô nè, gỡ ra tới nữa nè. Nhiều ghê. Đâu quá trời nữa. Nè. Núp đây nè. Đó, rớt con ra nữa nè. Trong này còn con này bên này nữa nè. Nè. Đó trên đó còn con nữa. Đồ nè, cái lưng đó nè. Ồ, con bự ghê cả nhà. Mập lắm luôn á. Mấy anh em gom nãy giờ cũng được mớ rồi. Kê. Rớt luôn. Nó nằm ở trong cái bờ này nè, cái bờ gốc tre này nè, nhiều lắm. Mình nó còn. Con này thịt nó là nó cũng ngọt lắm, cả nhà. Nó không đến nỗi mà nó lạc giống như mà con chim chép đâu. Con này thì nó ngọt lắm. Nè, đây nè. Nhỏ. Đẩy xuống nước. Nè. Ôi, ổng ở trên này đào xì nước ra luôn rồi kìa. Đào bể vỏ xì nước ra luôn. Ôi, nó bự. Thịt mập nè. Mập ghê không? Này về một chút nữa rửa nó lại. Quá đã cả nhà. Nó nè. Cái chừng bể nó nè. Con này bự nè. Nó không ra. Ui, đã ghê không em? Nó trốn dưới. Con này mập ghê ha. Trời ơi, nó nu. Đó, có kìa, nó trốn dưới kìa. Trời, đất cứng lắm. Đất này cứng ghê lắm. Đất gòm. Nó khô quá rồi. Rồi, kìa nha. Bên kia con nữa kìa. Nè. Đó, bên này con nữa nè. Ôi, con này bự. Nó bự. Mập uống nu nè. Con đó lên. Con này chưa lên nổi. Cá luôn. Đó. Con nè, bự nè. Chờ trời ơi, đây con nữa nè. Nó rút xác cái trong đó. Con này nhỏ. Quá trời ốc rừng luôn cả nhà ơi. Tâm với Hạnh đào một xíu mà quá trời luôn, một đống luôn. Rồi hai anh em mình gom đi về trại. Cởi ra luôn á. Cởi vô luôn. Rồi xong cái hết không hết cái anh quất thêm áo nữa. Anh hy sinh cái áo luôn rồi. Trời, bỏ vô luôn á. Ồ, nhiều lắm đó em ơi. Quá trời luôn rồi. Đầy áo. Chục ký á. Sao túm được đi. Được. Được không? Túm ở đây lại. Ôi, ôi. Lên cơ luôn rồi. Hạnh lên cơ luôn. Đi, mấy anh em mình đi về nấu đồ ăn nè. Có em, đây nè. Lấy ra được không? Bên em tới không? Mấy em tầm thu hoạch ít đọt mây á, tối nấu cơm với lại nấu canh ăn á cả nhà. Mây rừng. Đọt mây này thì nó đắng lắm. Mình luộc sơ nó chừng 2-3 nước á, là nó sẽ hết đắng. Còn nếu như mà ăn quen á, là mình để vô luôn, luộc chừng nước á.
đó. Ơi coi chừng nó rớt xuống đó nha em, gai dữ lắm á. Em Hạnh lấy cái áo đựng luôn rồi, đâm ra là ở tràn gia đình mình thông cảm nha. Bên anh được cây nè, nè anh mới lấy được đọt nè, gai quá trời gai luôn. Nhà hay cái mày gai ghê không nè, đó cứng lắm, tại tâm vuốt ngược á, chứ mà vuốt thận thì thận nó một cái là bắt đầu nó đâm liền à. Lấy ra được một lõi như đây cái nè, giờ tiếp tục tâm thu hoạch tiếp phần này nữa. Em Hạnh thì đang thu hoạch bên kia sau cái lùm này nè, gai dính mấy cây trong tay luôn. Dính mấy cây rồi hả? Dính mấy cây luôn. Anh cũng vậy nè, chặt nó bị đâm 2-3 cây đây nè. Ui gai cái này, ui cái này ăn ngon lắm. Đi rừng là phải có những món rau này, có 7-8 đọt rồi ha em. Này nè, nấu canh ăn ngon lắm cả nhà. Mây rừng em Hạnh đang tước thêm một đọt rồi nữa đó, nghe củ hủ luôn á. Hủ của phần đó mới ngon ha. Ở trên này em chặt luôn cũng được, khỏi lọc cái này ha. Ừ, được đọt nữa nè. Này cái chút nữa mình ra suối á, mình rửa mình gọt lại sao. Thành ơi, cái đầu nó ghê không kìa, giờ này mà nó ra ta ngóc đầu lên kìa. Bên đây ghê không? Ôi cái đầu nó thành Hạnh, sao mà giờ này mà xanh đùm. Cái này giống như rắn rào xanh á. Đầu nó ghê. Ừ. Đầu nó dưới tím lên nè. Cái loại này nếu mà anh đoán không lầm là cái họng nó màu đen. Có cây nhỏ. Đúng rồi, nè. Trong đèn xì lì. Họng đen phải không? Ừ. Đó. Thì giống có răng. Thấy không? Nè. Ừ. Đèn đường. Ừ. Đi đi. Ừ, bỏ. Bự rồi ha. Bự rồi. Bước tới đây hết hồn gặp nó luôn. Đẹp. Đi. Ta nói là gặp rắn là hên á. Đây. Được không? Được thôi. Bị lọt. Bị lọt lỗ. Hết mồi luôn em ơi. Mai đi ban ngày thôi. Ừ, ban ngày thứ hai. Ban đêm phải đi cá. Cái chạch nó không có ăn đâu. Gì anh? Ờ cái lăn vàng anh ơi. Con này là con thứ hai cả nhà ơi. Đấy rồi. Ừ. Chừng nó nhảy xuống nhà không? Rồi, em chặn nó lại nè. Sáng mất ngồi lại. Sáng mất ngồi lại chúng ta chặt em.
con cá lăng với chịu con cá chạch nữa. Không bự mà được cũng được ha. Nhỏ. Đây. Ừ, ngon. Ừ, cá chạch. Chỗ này nó dốc á. Chạch mùa này chưa bự em. Ừ, chạch nhí nhí thôi. Ừ. Làm gì bánh. Rồi rồi. Mẹ mình hai lại. Hai con. Đủ kho. Con lăng con lăng vàng với con cái chạch nhỏ xíu. Này mình xỏ mang luôn ha. Ừ, xỏ mang. Có lưỡi chặt á anh sợ. Ôi, con này chưa nuốt lưỡi nữa nè. Chưa. Ừ. Để cái mình cầm đi luôn. Đó. Hai con à. Hết mồi em ơi. Hết mồi. Mai thay. Hết mồi. Hết mồi luôn em ơi. Chắc nó ăn xong nó quấn dữ. Mai mình thay lại. Nhớ bên đây có một cành. Đâu rồi? Bên phía đất cây bên kia. Bên kia phải không? Đúng rồi. Từ từ thôi nha. Này dây rồi nhiều lắm. Từ mây. Mây trên đầu luôn đó. Nằm nè. Dướng rồi, coi chừng dính ra. Dướng rồi. Mò mới được. Con da. Cái gì anh? Trúng con cá gì á. Nằm vô tay anh. Đây em cầm. Cầm giùm anh sau này. Trúng con cá gì à? Không biết trúng cá hay trúng lử nữa. Ờ cái chạch anh ơi. Cái chạch. Ờ còn sống luôn nè. Mà em thấy không bên đây nè. Úi da. Rồi nó nẹt trong phát rồi. Chảy máu nè. Ừ. Không biết cá hay gì ta. Chứ cá đó. Nghe lũng hai lỗ luôn á. Rồi lên lũ dưới á. Vậy chắc chạch rồi. Nguyên đường lưng. Ôi ôi chảy máu anh ơi. Nhức ghê luôn nè. Chắc chặt rồi. À chặt. Đâu rồi?
nè. Trời, có ba lớn. Ơi. Vậy mà nó đâm cho lũng một lỗ. Mà lớn vậy nè Hạnh, mà nó đâm anh lũng cháy máu luôn. Nó co cái đuôi lên á em. Đợi có chút xíu nè cả nhà. Bằng ngón tay tâm à. Đợt này mấy anh em hơi thắt rồi. Cá thì có mấy con à, mà nó không có bự cả nhà. Hy vọng là đổ mùa mưa xuống như vậy anh em sẽ được may mắn hơn. Như hôm nay Tâm với em Hạnh hơi đuối. Đủ ăn à anh ơi. Ba con đủ ăn rồi. Đi em. Đi. Ừ. Ủa đi ngược nước luôn rồi kìa. Trời ơi. Trời ơi. Con cá lăng cá chút xíu ơi. Nè. Ừ. Trời nó nuốt lử luôn rồi em. Nuốt lử luôn rồi. Để coi cứu được không. Cứu được thì thả nó đi. Nuốt luôn. Tìm cách mình gỡ nó ăn cú nó rồi. Nó nắm được miếng đây nè. Nè có cái cây khô nè. Nè. Đây nè. Đây. Lấy gà gà gà. Nè. Lăng này là lăng đuôi đỏ cả nhà, lăng này nó nhỏ quá hả. Còn con này là lăng vàng. Lăng vàng này thì nó bự hết cỡ nó là nó tầm khoảng cỡ ký 8 2 ký hoặc là 2 ký mấy nữa, là mấy cái lúc mà Tâm gặp mấy con lăng vàng mà bà con bắt ở đây là to nhất là tầm khoảng 2 ký 2 rồi cả nhà. Nên là cỡ này là mình lấy ăn được rồi, còn con đó con lăng đỏ nhỏ quá. Mai hai mồi đi. Ơi ơi, nhép 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 nhép. Nè. Thấy không? Ừ. Đó. Con gì đây? Cuối hộp. Trời ơi. Ơi. Con đỏ nó nhỏ thôi anh ơi. Nhỏ thả luôn rồi. Nhỏ quá trời rồi. Xíu. Còn miếng trùng sữa lại sáng rồi dính còn lần lớn. Thấy nhịp nhịp tưởng ngon ha. Thấy nhịp nhịp. Úi da. Chạch nữa hả gì vậy? Rồi. Chắc ảnh nữa rồi. Ôi nè. Con này cũng bự á. Ừ, thấy không? Bởi vậy anh hột xuống là anh bị nó chích. Con còn cái chạch mà quấn nè Hạnh. Quấn nùi nùi. Vừa thọt xuống là nó chích lên liền à. Nó cuốn hình để nó nẹt. Ừ. Cũng được ha. Con này cũng ngon. Con này ngon nè. Bởi vì em tớp cái cọng dây này dài dài là đúng luôn á. Cho nó đừng có nẹt á.
tóm ngắn nó đưa lên nó nẹt ngay luôn. Ừ. Con này đâu rồi? Để sao đây? Được thêm con chạch nữa cả nhà. Nè. Con chạch thứ hai nè, cái bộ có lý hơn mấy con chạch kia. Mấy con chạch kia nhỏ quá. Con này con dây nó cục hay sao ta? Nó đưa lên nó bị quấn rồi. Bị quấn không? À, đúng rồi, nó bị quấn. Ý gì xem sảy. Có mấy con á, sảy là hụt ăn luôn á hả? Lên. Rồi, con dây nó nghiêng vô kìa em. Đó. Ý, đọt nhịp luôn kìa. Ừ. Thấy à. Lên luôn. Ui, chạch nữa này hả? Chạch nữa. Nè. Ủa con này cũng chậm á. Ủa con này cỡ con mới dính nãy luôn á, thấy không? Ừ. Vàng óng ánh luôn. Đó, con mới dính nè. Ồ cái bụng nó kìa hạnh ơi. Mập. Ừ. À. Ừ, uống nu cái bụng. Mập cho mà thấy luôn. Quay không dính nè em. Không dính à? Ừ. Này tới đá. Ba cái lưỡi quay ngon ghê luôn, không dính. Hết mồi không à? Nó rẻ sao. Nó rẻ riết mà hết mồi. Chẳng mấy lần còn á. Đây nè, vô đường không em. Này thu hoạch xong rồi cả nhà ơi. Được ít quá. Này. Đủ ăn à, một con cá lăn vàng với bốn con cá chạch. Hồi chiều á là dính được một con cá chạch nữa. Với Tâm với em Hạnh á bắt được nhiều ốc lắm. Ốc á hồi mình nấu canh hả Hạnh hay xào? Xào đi. Xào ha. Mình luộc sơ nó, mình lấy cái phần cá nó ra. Ừ. Mình xào nó. Còn mấy con này mình kho ăn cơm. Đi em. Đi. Được không? Được. Leo lên cây này nè. Anh trên này trước nè. Được chưa? Đi từ từ thôi nha. Nó lọt xuống là rớt liền á nha. Đây sâu lắm, bắt đầu á. Rớt xuống sâu rồi mình không ngán, nhưng mà ngán kiểu như biết sao, không cay á em. Ờ. Rồi. Đây. Rồi, tới luôn. Cái gì á? Ừ, cái này chặt ra cái bắt đầu một hồi nữa là nấu ít canh cả nha. Trời đặc biệt nữa, ốc nè. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Sản phẩm thu hoạch một bàn ốc. Thank you.
hạnh đó kìa hạnh. Ốc nóc luôn. Con nào nấy mập ghê luôn rồi. Thấy không? Nè. Phòng luôn rồi. Con chủ tâm lấy cái phần thịt nó ra này cả nhà cũng nhiều ghê á. Gô luôn. Trời ơi, gô đầy luôn nè anh ơi. Gô đầy dốc luôn nè em. Ngon lành luôn ha. Mình cá thì anh em cũng làm xong rồi. Con cá chạch có phần trứng nè. Rồi giờ quyết định sao nè. Bây giờ là cá với lại hến nè. Ý cái con chủ là làm sao? Sao nha. Cá là xào hay kho? Kho đi, kho mặn mặn với ăn cơm. Em Hạnh kêu thích ăn mấy cái con này mà kho á cả nhà. Nên là giờ là quyết định là lấy cái con này nè mình kho. Kho mặn mặn ăn cơm á. Còn cái phần cá này là sẽ nấu canh. Với lại đọt mây á. Đó. Than vậy chứ nó nóng lắm nè. Củi rừng mà. Thêm đường vô đặng cho nó có màu ha. Nữa đi. Ừ. Em canh chuẩn bị đổ vô nha em. Nó vừa lên màu và đổ vô nha. Gần rồi nha Hạnh. Nó tan rồi hết rồi nè. Cái nồi kế bên này là đang luộc mấy cái phần đọt mây á cả nhà. Luộc cho nó nhả bớt cái vị đắng. Ui nóng quá em ơi. Nóng lắm à. Ui nóng ghê ta. Đổ dầu vô mà táp cho tay. Nóng ghê luôn á. Than dữ lắm luôn. Củi rừng này là đa số là gỗ không á cả nhà. Nó rụng xuống cái tâm đốt không á. Nó cháy nó có hàng lâu lắm. Rồi gặn này nè anh ơi. Từ từ để cho nó nổi lên nữa em. Rồi rồi vô. Hấp dẫn á. Quá trời thịt luôn rồi. Quá tay. Nước mắm này vô nữa em. Cái này là mình khỏi cần chế nước luôn á. Tại vì nó ra luôn nè. Trong cái phần thịt của nó là có nước trong á. Là sáng. Anh em mình ngửi trái đi. Thơm ha. Ôi anh ơi nó đỏ nè anh. Thơm bộ ngọt rồi. Cái hồng này á, nó không có cơm mà cái hồng ghê nhưng mà đều quá nó ngọt, nó thơm kìa. Dạ quá trời luôn này hả? Ôi! Đặt này, đặt này ha. Thank you.
Quên một cái thủ tục đơn giản của mấy anh em đi rừng là trước khi ăn cơm á, thì thường là anh em Tâm á hay để lại một ít, một phần nào đó là cầu may mắn gia đình mình ơi. Mời gia đình mình ăn cơm với hai anh em Tâm nha. Cơm đi Hạnh ơi. Đó, cái món này một phái khẩu á. Mời cả nhà nha. Đồ món ốc khoái khẩu của em. Ngay món khoái khẩu luôn phải không? Tâm cũng mời cái nhà mình ăn cơm với hai anh em nha. Đây, cái này ốc kho. Thử cái coi nó vừa chưa. Thơm quá em ơi. Thơm lắm. Cái cay thơm tiêu nữa. Làm miếng đọt mây nữa. Chấm nước mắm nè. Đọt mây rừng vậy chứ mình ăn ngon ha. Một hai nước đỡ đỡ đắng. Ngon quá Hạnh ơi. Đỏ thiệt em. Làm đũa đọt mây nữa kìa. Im lắm. Anh nó lắp thử đũa ngon. Chấm mắm vô. Mời cả nhà. Quá đã ha. Đói bụng ăn ngon thiệt chứ. Trời ơi, cái này gấp không được rồi. Tính gấp cho em á. Dạ. Ăn đi. Mày ăn nó bổ lắm. Làm phước nó chặt nè. Béo quê em. Ngon thiệt. Đi rừng mà đói thì ăn cũng ngon nha. Đến thử nước coi vừa không. Nấu canh chua bằng chanh. Đợt này mấy anh em Tâm không có chuẩn bị me nấu bằng chanh nữa cả nhà. Im lắm em. Im lắm. Cái chua chua ngọt khó lắm. Đã ha. Canh chua ngon này. Ấm ấm hơi luôn. Vậy nên Hạnh ăn mà thấy ngon quá. Ốc quá trời luôn em ơi. Nhiều nhiều vô.
đó thiệt luôn á. Cũng thiệt mắm đường luôn. Khúc này mới quan trọng nè nha Hạnh. Rượu này là rượu sâm tâm ngâm luôn á cả nhà. Anh em thì uống không được nhiều, tâm thì chừng một cốc nhỏ như nè, thì tối đa lắm là ba cốc á. Chủ yếu là mình ăn á rồi mình có một hớp vô để ban đêm á mấy anh em còn đi rừng nữa. Tối thì bắt đầu là ăn xong, tâm với Hạnh lại tiếp tục vào rừng á, mình hớp hớp một cốc về cho nó dễ tiêu đồ ăn với lại nó ấm trong người á. Mời cả nhà mình cốc rượu nha. Ôi ôi, bữa nay vị nó khác nữa hả Hạnh? Khác nữa hả? Em đâu để em thử. Mời cả nhà. Nay nghe vị nữa sao? Nay vị nó đậm hơn nữa. Đậm vị hơn nữa, kiểu như ba cái củ sâm nó ra. Tại vì tâm ngâm sâm nè với mối chúa. Còn cái cục đen đen này á cả nhà là cái đợt trước á tâm đào được á, là nó là sâm ô linh á. Ôi ôi đã kìa. Làm miếng mồi vô nữa. Làm miếng mồi vô em ơi. Làm khứa hai con ốc một lượt luôn. Còn gì bằng nữa. Đưa cài miếng vậy bắt đầu cái em. Rồi ấm người liền ha. Thêm miếng canh vô. Anh cũng làm thêm miếng cơm với miếng canh nữa. Còn nữa, ngon quá cả nhà. Kho nó khô khô gì mà ăn đã lắm. Ngon quá em. Rồi lắm, thơm thì cũng không. Sống cỏ luôn á. Sống cỏ luôn á. Có sạch luôn. Mùa này là mùa rừng thai lá cả nhà. Thời tiết thì nó hanh, nó khô lắm. Mấy anh em đang thu hoạch sâm. Kìa bên em có mấy cây kìa thấy không? Đây. Đó. Dạ nhỏ không? Cây nào cứng quá thì đựng nhỏ nha. Cái đứt á. Kìa trước mặt em có một cây nữa thấy không? Tâm cũng mới nhỏ được một cây này cả nhà. Sâm này là sâm cao. Cái loại này là bà con mình hay dùng để ngâm rượu á. Như gia đình mình hay thấy trong những cái keo rượu á, nó có những cái cọng mà đỏ đỏ vàng vàng á, là loại sâm này nè. Sâm cao, và đây là cái thân của nó nè. Đó, tầm nhỏ được cây này. Đây cây nữa nè. Này đất cát này dễ nhổ nè Hạnh. Mo cái ra tái cũ này nè em. Ui, đẹp ghê anh ơi. Trời ơi, cọng này ra ngâm rượu mới đẹp nè. Đỏ chét luôn thấy không? Dạ, thì cái loại này nó dễ lên lắm. Như vậy này xong cái tâm chặt ngang cái phần này. Đó. Mình chỉ lấy cái phần cũ dưới để ngâm rượu thôi. Còn cái ở trên này là mình trồng lại cả nhà. Chậm lên vậy này là mình trồng mới mốt là nó lên một bụi bự luôn. Nó ghim xuống nó bắt đầu tự nó lên nè.
anh được hai củ nè. Củ hành đỏ lắm, của em đỏ không? Không rồi. Trắng hả? Hơi cam cam xíu. Ờ, của anh nè, cam vàng lên luôn. Sửa cái thân bự đó. Nè, hai củ nè. Của anh bự dưới đây ta. Ờ, của anh bự. Con bò cây nè cả nhà, nó mới đu cái càng cổ của Tâm. Tâm bắt Tâm bỏ lên cây cái xếp lại nè, nhìn nó như một cái nhánh cây luôn. Nó mới bù lên càng cổ của Tâm. Giờ để cho xuống cái bắt đầu nó bám vô nó ngụy trang lại. Đó, nó leo rồi. Nhìn nó như cái khúc cây vậy. Ui, nó xè cánh ra kìa. Ôi, xè cánh ra đẹp ghê ta. Cánh màu đỏ. Anh mới thấy người ta kè ở đây nè anh. Nó kiểu như nó đỏ đỏ đỏ. Tắc kè giống như mấy bữa mình bắt trong kè đá đó. Lú cái đầu ra. Chui trong cái lỗ cây này. Đây nè. Bên đây anh thấy được có một cái lùm gì mà cái lá nó ngộ lắm nè em. Lá nó có sọc 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 kín giữa nè. Con này cây sâm nè cả nhà. To, cây này to. Ồ, đất chỗ này cứng nè. Có cái lùm lá gì nó nhọn 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 lên nè. Anh thấy nó quen quen. Anh kêu em lại coi em biết không nè. Nhìn ra. Nhỏ nhỏ mà anh cái này anh. Giờ anh nhỏ vậy. Thử cái nổi nha, đất hơi cứng á. Nắm kéo hơi lên nè. Xui chắc được ạ. Còn cũng cứng nha. Okay. Không ăn thua nữa rồi. Nhít nhít từ từ. Bị đứt hết rồi khúc dưới hả? Đứt hết khúc. Còn ghê. Cái này ngâm rượu đẹp lắm nha, nó ra màu quá, cái hũ rượu của mình nó đỏ lên luôn. Chỗ này đất cứng quá, Tâm gom vậy nè, chứ chút nữa mình chặt rồi mình trồng lại sao. Ôi ôi, củ đẹp vậy. Nhỏ đâu đẹp vậy? Đằng kia trong rồi mối. Đào nó ra. Đào ra luôn. Đào ra xong mới nhỏ. Củ đẹp ghê không? Mùa này á là nó khô nước á, cái củ nó không có được tròn nè, cả nhà nó nhăn nhăn lại nè. Nhưng mà nó lại vậy là nó lại tốt á. Ồ, nó nổi u nó nằn nữa nè Hạnh ơi. Ừ, nó chuẩn bị ra nữa hay gì. Tâm thấy một loại quả gì nữa nè cả nhà. Nó mọc ra từ cái thân của cọng dây này nè. Chính cái màu đó đẹp ghê không. Cọng dây nó nhỏ lúc tỉ lên trên cao luôn. Nè, đây là cái quả sống của nó nè. Chín lên cái nó đỏ hành quả này. Đẹp chưa? Rất đặc quá kìa. Mùa này đi rừng á, thời tiết nó oi bức quá. Mùa tầm khoảng cỡ 2 tháng nữa cả nhà là chuyển sang mùa mưa. Lúc đó là mình đi trong rừng này là nó mát lắm. Còn hiện tại bây giờ là nó rất là nóng luôn. Thời tiết rất là oi bức. Mấy anh em á, lội nãy giờ là một tăng rồi. Cũng được một ít rồi chứ không có nhiều. Thì cái mùa này nó khô quá. Cái đất nó cứng, cái củ này nhổ lên nó khó lắm. Nãy giờ gom được tầm khoảng cỡ một ngụm nhỏ như đây. Giờ nghỉ một chút xíu nữa rồi hai anh em Tâm lại tiếp tục đi nữa. Ủa nó nặng Hạnh ơi. Tảng gỗ này, nó bị lâu năm á, cái nhà nó mục á. Ừ. Thành vậy ha. Cứng ghê kìa. Trôi với cái lòng suối này nè. Trên rừng á rồi nó gãi nó trôi xuống cái nhà. Lâu năm cái nước nó ăn mòn hết rồi.
bơm. Wow. Được chưa? Rồi. Rồi, rồi bơm này anh. Quá trời lưng. Bay nghẹt rừng hết luôn rồi. Quá trời, bơm vàng thôi. Ý. Cây trái đẹp này. Ốc đồ dữ lắm đâu nè, lộc vừng. Lộc vừng nè. Lộc vừng lá nhỏ. Sao thấy cái này xanh hơn á? Ừ, nó hai loại, loại lá nhỏ với loại lá to, cái này là lá nhỏ. Mùa này thì suối nào cũng như suối đó luôn á cả nhà. Tâm đang đi bộ dưới cái lòng suối á, nước là cũng như là nó rút khô khan hết luôn. Hồi nãy giờ là mấy anh em Tâm là thu hoạch được một ít sâm. Bữa nay nhổ không có nhiều, bởi vì trước mắt là nó khô quá, đâm ra là đất nó cứng á cả nhà, mình nhổ không có được. Chỉ mấy chỗ mà đất cát á mình mới nhổ được một mớ thôi. Thì bao nhiêu đây nó cũng không có nhiều nữa. Tâm về Tâm ngâm cũng được một keo nhỏ, ngâm một keo rượu nhỏ. Thì bây giờ là mấy anh em là di chuyển về cái chỗ nghỉ ngơi á, xong rồi mình tiếp tục mình di chuyển tiếp nữa điểm khác nữa cả nhà. Thì hy vọng là mùa mưa năm nay Tâm sẽ đón kịp cái cơn mưa đầu mùa ở trong cái thác này. Thì cái chỗ này là ếch rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Mấy bữa trước á là Tâm tầm khoảng 2 tháng trước á, Tâm đi soi á là ếch nó nhảy rất là nhiều. Thì hy vọng mùa mưa năm nay á là Tâm sẽ có mặt ở đây kịp thời. Thì bây giờ trước mắt á là Tâm xin phép được kết thúc video tại đây nha. Thì cuối clip Tâm gửi lời cảm ơn và chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi video Tâm. Chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha. Chào cả nhà. Cả nhà. Giờ mình di chuyển về rồi mình tháo mấy cái giỏng của mình á. Mình tiếp tục mình di chuyển nữa em. Đây.